Chelsea lại gây thất vọng toàn tộc khi thất bại trên sân của Aston Villa. Mặc dù vậy, đội bóng của Thomas Tuchel vẫn kết thúc với vị trí thứ tư kèm với một tấm vé dự Champions League. Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Đức không ngần ngại khẳng định đội bóng của ông đã gặp may mắn mới có được vị trí thứ tư. Để thua trận đấu này, chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi đã có đủ cơ hội để kết liễu trận đấu, có một màn trình diễn đủ tốt để giành chiến thắng. Tuy nhiên, chúng tôi lại không thể ghi bàn và để thủng lưới tới hai lần. Cuối cùng, chúng tôi đã thua Aston Villa. Tôi nghĩ Chelsea đã gặp may khi vẫn có thể kết thúc mùa giải trong top 4. Tuy nhiên, kết quả này cũng là thành quả xứng đáng. Chuyện tương lai của Gareth Bale đang chưa rõ ràng. Real Madrid được cho là không muốn đón anh trở lại Tottenham vì còn phân vân về việc gia hạn hợp đồng cho mượn bởi phải gánh khoản lương cao ngất ngưỡng. Trong những chia sẻ mới đây, tiền đạo người Wales cũng tỏ ra hết sức mập mờ khi được hỏi liệu anh đã chơi trận cuối cùng trong mùa áo của Spurs hay chưa. Tương lai của tôi sẽ được quyết định sau Euro. Tôi biết mình đang làm gì, nhưng việc nói ra vào lúc này có thể chỉ khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Tôi sẽ quyết định xem khi nào là thời điểm thích hợp. Giờ, tôi không còn tâm trí nghĩ đến bất kỳ chuyện nào khác. Trong chương trình El Chiringuito The Hugones của Tây Ban Nha, thất vọng vì gặp khó khăn ở Real Madrid, Eden Hazard đã chia sẻ lý do muốn ra đi ngay trong mùa hè này. Cũng theo nguồn tin trên, mục tiêu của cầu thủ người Bỉ là trở về Chelsea. Hazard đã phải nghỉ thi đấu ở 11 giai đoạn khác nhau về chấn thương. Kể từ khi chuyển đến Real Madrid, tổng cộng, cầu thủ người Bỉ đã bỏ lỡ 59 trận đấu do chấn thương trong 2 mùa khoác áo Real Madrid. Riêng mùa 2020-2021, Eden Hazard chỉ thi đấu 24 trong tổng số 52 trận trên mọi mặt trận. Về phía Real Madrid, chủ tịch Florentino Perez được cho là cũng muốn bán Hazard vào mùa hè này để dồn tiền mua Mbappe hoặc Haaland. Ngoài Hazard, Real Madrid còn dự tính thanh lý hàng loạt những cầu thủ, trong đó có Mariano Diaz và 4 cầu thủ sắp trở lại Bernabeu sau khi họ hết hạn hợp đồng cho mượn là Gareth Bale, Luka Jovic, Dani Ceballos và Brahim Diaz. Thời gian qua, xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Luis Suarez sẽ chia tay Atletico Madrid sau mùa giải 2020-2021. Sau khi đội bóng này giành chức vô địch La Liga, chủ tịch Enrique Cerezo cho biết việc đi hay ở Wanda Metropolitano phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định cá nhân của tiền đạo người Uruguay. Trong một tuyên bố vào rạng sáng nay trên Movistar, Luis Suarez đã làm rõ về tương lai của mình. Vâng, tôi hoàn toàn chắc chắn, Atletico Madrid đã chào đón ngày đầu mà tôi đến đây. Họ đối xử với tôi rất tốt, tôi sẽ ở lại để làm nên lịch sử cùng với đội bóng này. Sau khi năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu chính thức hạ màn, Robert Lewandowski cũng đã chính thức giành được chiếc giày vàng châu Âu. Anh có nhiều hơn người xếp sau mình, Lionel Messi tới 11 bàn, và người xếp thứ 3 là Cristiano Ronaldo tới 12 bàn. Với hệ số 2 điểm cho mỗi bàn, Lewandowski chém dài trên đỉnh khi tích lũy được điểm tổng là 82. Ở mùa trước, Lewy cũng đã rất gần với chiếc giày vàng châu Âu, nhưng cuối cùng, 32 bàn thắng mà anh ghi được không thể bì kịp với 34 bàn thắng của Ciro Immobile. Dù được công nhận là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới, nhưng Robert Lewandowski lại thường thua thiệt hơn các đối thủ ở cuộc đua đến chiếc giày vàng châu Âu, do Bundesliga chỉ có tối đa là 34 trận. Tuy vậy, cuối cùng thì tiền đạo người Ba Lan cũng được toại nguyện với lần đầu tiên nhận được danh hiệu cao quý này. Để vụt mất chiếc vé dự Champions League vào phút chót, Napoli đành ngậm ngùi vị trí thứ 5 cùng một suất dự Europa League. Trận hòa đáng thất vọng trước Hellas Verona cũng đánh dấu lần cuối huấn luyện viên Gennaro Gattuso làm việc dưới tư cách là thuyền trưởng của đội bóng miền Nam nước Ý. Trong những chia sẻ sau trận đấu, chủ tịch Aurelio De Laurentiis xác nhận tê giác sẽ rời Napoli, đồng thời gửi lời cảm ơn tới chiến lược gia người Ý. Thực tế, việc Gennaro Gattuso ra đi đã được dự báo từ trước. Theo truyền thông Italia, ngay cả khi Napoli giành được vé dự Champions League, cựu tiền vệ của AC Milan cũng sẽ không tiếp tục làm việc ở sân vận động Diego Maradona bởi mối quan hệ rạn nứt với ban lãnh đạo. Tình trạng bằng mặt mà không bằng lòng giữa đôi bên được cho là đã diễn ra từ cuối năm ngoái, đầu năm nay khi Gattuso cảm thấy thiếu sự tôn trọng, bảo vệ từ ban lãnh đạo. Hiện tại, đại diện của thành Naples đang tìm kiếm huấn luyện viên mới và cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là người cũ, Maurizio Sarri.